Tuấn Lan xin được chào toàn thể các bác. Hôm nay shop xin giới thiệu các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái sào chuyên để bẫy chim sẻ. Cái sào này được làm bằng chất liệu inox dày 304 nhé các bác. Đây, sào này hôm nay giới thiệu là cái sào V đơn. Bên em còn loại sản phẩm là sào V ghép nữa. Nhưng hôm nay em giới thiệu với các bác là dòng sản phẩm là sào V đơn. Đây, để bên em nhờ người lắp cho bên em đã. Nhưng các bác có thấy thì trên đỉnh sào được thiết kế bằng một con ốc, rất chi là tiện. Các bác về chỉ việc xoáy vài cái, xoáy lỏng ra, đút cái sào vào, sau đó xoáy chặt lại là xong. Đây, cái sào V đơn bên em đang bán nhá. Nó hình chữ V luôn, như các bác đã thấy, hình chữ V như thế này luôn. Hình chữ V. Chiều dài của nó, cái cần sào thì là 4,2m nhé các bác. Hơn 4m, 4,2m đấy ạ. Đây là cái sào bên em. Đây là cái sào hình chữ V như này nhé các bác. Đây, các bác có thể thấy hình chữ V như thế này, rất chi là dài. Đây, được xoáy bằng những con ốc như thế này rồi. Trên đỉnh này ấy, các bác có thể con chim mồi được mà không cũng được. Còn dưới cần như này ấy, bên em được thiết kế là các bác có thể treo cái loa, dán nó vào là rất chi là ok. Hai cần này là được có thể các bác quấn keo nhá. Đây, độ dài của nó hơn 1m. Như các bác thấy hơn 1m nhá. Thì cái sào như cái mức sào như này, sào vây đơn này thì các bác chỉ cần quấn 3 lạng keo là đủ. Đây, các bác có thể thấy. Còn bên em thì có cung cấp sào này, keo này, lại còn loa chuyên dành bẫy chim sẻ. Các bác đặt hàng thì có thể liên hệ với số điện thoại của shop đã ghi ở trên cái tiêu đề của video. Đây, các bác thấy, các bác đặt hàng thì alo trực tiếp bên shop nhá. Chất liệu một inox 100%, hàng chất lượng, hàng đặt. Các bác mua hàng liên hệ trực tiếp theo số điện thoại của shop. Rất cảm ơn các bác đã theo dõi video và chào toàn thể các bác.